Xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo An đây. Không biết hôm nay chiếc lòng dự kiện sẽ cho chúng ta món quà gì nữa ha. Bây giờ mình cùng xem thế nào. Wow, hình như hôm nay chúng ta cũng được tặng slime này các bạn. Bây giờ mở ra xem nữa nha. Wow. Nhìn giống như cà phê cappuccino không vậy, cà phê latte dễ chan luôn, ở dưới là sữa nè, xong rồi ở trên này là có cà phê, các bạn thấy không? Còn đây hình như đây là đào thì phải, nhìn màu rất là giống đào luôn. Xong rồi là còn có, không biết trong này có jam không hay, nhưng mà mình nhìn vô thì mình sẽ nghĩ đó là sweetie. Các bạn ơi, nhìn cái hộp này thì chúng ta có thể thấy là nhìn nó giống như là cà phê latte đúng không? Bây giờ thì mình sẽ mở nó xem sao nữa nha. Wow, lỡ bên trong nè. Hình như trong này có đất sét thì phải. Để mình lấy ra thử nha. Wow, vẫn chưa phát hiện gì. Có một màu cà phê. Cái này nó giống như là theo kiểu là sô-cô-la nóng sữa đặc vậy á. Nhìn nó y chang luôn. Rất là clicky luôn á. Trong này nó còn có clay này trên rất là đã. Đúng rồi, khá là ít clay. Đa số là như vậy. Hình như đây là bình Morax. Mình sẽ xịt rồi thử nha. Tại vì nó khá là dính tí. Các bạn ơi, cái slime này rất là thơm mùi sô-cô-la luôn. Mùi sô-cô-la với mùi sữa. Nhìn mà muốn ăn luôn á. Rất là đã luôn. Và thôi, bây giờ mình chuyển qua slime tiếp theo đi. Và đây là slime tiếp theo của chúng ta. Trời ơi, thơm mùi kiểu như là mùi bánh ngọt á, thơm lắm luôn á. Theo kiểu mà bánh ngọt mà thêm một tí vị đào vào trong. Đây gọi là mùi bánh ngọt và có kẹo nữa. Hương rất là đã luôn. Ui, trong này còn nhiều clay lắm luôn á, nhiều clay hơn cái sô-cô-la nóng hồi nãy luôn á các bạn. Mình sẽ đặt cái slime này tên là Sweetie Peach. Đây là đào ngọt ngào, nhìn nó rất là ngọt ngào luôn, màu siêu ngọt ngào. Nó còn có jams của con ngựa nè. Rất là đã luôn á. Ơi, nếu như các bạn thích slime nào thì hãy comment cho mình biết nha. Các bạn có thể comment như sau: hashtag slime chocola hot, hoặc là hot chocola, hoặc là cái thứ hai các bạn có thể hashtag rằng là sweetie peach đó. Xong rồi, các bạn hãy nhớ hashtag cho mình biết nha. Các bạn hãy nhớ comment cho mình biết các bạn muốn mình tuần sau sẽ giới thiệu những gì. Cảm ơn các bạn.
ơn, các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Tới đây thì xin chào và hẹn gặp lại.